hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay tiếp tục làm clip ở nhà cho anh chị em mình ha giờ xem tội ba cái mai lúc trước mà em đã cắt đôn á thì hôm nay bỏ ngoài nắng trực tiếp coi nó lên được ngon như thế nào ha thì có có ngon bằng ở mình để ở ngoài trời không ha nè thì đây cái lô cây của em ha còn về phân thuốc thì hồi em sẽ nói sao ha đây một số cây mình đã cắt đôn thì hôm nay đã lên được rồi nè ha bỏ ngoài nắng trực tiếp một phần trăm thì nó đã lên được như thế này ổng gà là em hạn chế tưới nước rất là ít luôn nha anh em ha cây tại vì cái cây của mình lá nó chưa có nhiều thì anh em mình hạn chế tưới nước ha. mình chủ yếu là xịt quơ nước cho nó mát thân ha còn bắt đầu là khi mà lá nó vú càng nhiều thì anh em mình sẽ từ từ nâng tưới nước càng nhiều lên cho nó ha và nhớ lúc trước bữa hôm em xịt thuốc bọ trĩ bị trễ nè bị, bị bọ trĩ nó ăn nè ha thì mình nhớ là canh xịt bọ trĩ nha những cái cây mai của mình cắt đôn lên là bọ trĩ nó rất là mê ha. nên anh em cần phải xịt bọ trĩ à xịt bò trĩ rồi xịt thêm sâu và tưới dưỡng rễ thôi không cần tưới gì đâu tưới dưỡng rễ tầm khoảng 2 tháng đầu tiên ha 10 ngày 7 đến 10 ngày một lần thì hai tháng đầu thì anh em mình có thể là tưới tầm khoảng 6 cho đến 8 lần ha rồi bắt đầu mình mới cộng phân vô nhớ là xịt bò trĩ xịt bò trĩ thì ở clip trước cũng có đâu chia sẻ cho anh em mình rồi mình ra ngoài tiệm anh em kêu chủ tiệm bán cho anh em thuốc bổ trĩ trên mai vàng kêu lấy hai ba loại gì đó nha mình xịt loại này xong không thấy hiệu quả xịt loại kia rồi mình coi cái nào hiệu quả thì mình nhớ để mút mình ra đó mình mua và bỏ trĩ thì anh em mình nên cần thay đổi thuốc ha thay đổi thuốc này xong xịt qua thuốc kia từng tới xịt thuốc này tại vì nó sẽ kháng thuốc ha mà xịt mà mình xịt, mình xịt một, một loại nó sẽ kháng thuốc nó sẽ không có tốt không có có chết con bộ trĩ đó nên anh em mình cần phải thay đổi thuốc thường xuyên còn thuốc sâu thì mình cứ xịt lâu lâu mình khoảng từng lễ 10 ngày 20 ngày đó anh em mình sẽ giảm thêm một lần sau nhưng mà cái lần sau quan trọng nhất là cũng là vừa lú đọt ngon và cái lúc mà đọt nó lụa già nó chuẩn bị đọt mới thì anh em mình nên xịt nó trước một lần rồi thêm một cái vấn đề nữa là thuốc sâu hoặc là bọ trĩ gì đó anh em mình có hỏi xịt thuốc mà, mà xịt thuốc sâu một lần ha được không anh cái câu đó nó rất là bình thường luôn anh em thấy thí dụ như 10 ngày anh em mình cảm thấy cái đọt nó hút sâu nó hết tác dụng rồi mình sẽ xịt vô để mình đừng cho con sâu nó ăn, chứ để hút sâu mà anh em hỏi thì xịt xịt một lần tới, như thay phân chậu hàng năm với anh à, nên mình sẽ thí dụ như 10 ngày như xịt thuốc á cái khâu xịt thuốc là mình sẽ canh theo cái đọt thứ nhất nè cây của mình nó vừa nhóm đọt như vậy là mình sẽ xịt một lần bỏ trĩ rồi khoảng 5 ngày sau mình xịt một lần sau rồi khoảng 10 ngày sau đó mình xịt lại thêm một lần vỏ trĩ nữa, rồi thêm 5 7 ngày sau mình sẽ xịt lại thuốc sâu hoặc là anh em mình có thể là cộng thuốc sâu vô bỏ trĩ luôn nhưng mà nếu mà xịt riêng ra thì nó sẽ hay hơn và mình xịt được hai lần ha. Rồi mình cộng thêm những mình mình xen vô những cái ngày lẻ thì mình sẽ xịt như uh, dưỡng, giống như thằng uh, ăn Vin cũng được nè, cốc tâm cũng được nè. Rồi có thằng uh, Mancozet thì nó hơi xanh thằng đó xịt cũng được nhưng mà nó ghẻ tiền xịt nó cũng hay nhưng mà nó xịt cái nó dính thuốc xanh trên cái cây thì có một số anh em không phải thì anh em mình có thể là sử dụng ăn viên ha rồi anh em mình có tìm thấy như những cái mấy cái loại dưỡng này nói chung nó, nó rất là dễ sử dụng rồi ha mình phân ra xịt sâu như thế này em sẽ chia ra phân sâu cho anh em mình và dưỡng cho anh em mình ví dụ như là đọt mới vừa nhóm thì xịt một uh, lần uh, bộ trĩ cộng với sâu 5 ngày sau mình xịt dưỡng năm bảy ngày sau mình xịt lại sâu năm bảy ngày sau 10 ngày sau mình xịt dưỡng đó mình sẽ thay phiên lưng phiên nó tầm khoảng từng lễ hoặc là 5 ngày 5 ngày loại này từng lễ loại kia mình sẽ đổi thôi từ từ bò trĩ nè rồi sâu nè nhện đỏ nè rồi mình có thể là bởi vì em mới nói em mới ngán nói cái vụ mà phân thuốc phân tưới cho cây mai nó rất là đơn giản nhưng mà nó cực nhất là sâu với bệnh ha bởi vì em ngán cái vụ làm mai là ở đó đó ha, xịt thuốc ôm mình xịt hầu như là có thể là nếu mà cây cưng là ôm mình xịt xịt tối ngày luôn á nè <laughs> cứ 3 ngày mới vừa cắt đôn lú tượng vừa lú tượng như vậy phải không mình à, ví dụ như xịt bỏ trĩ từng rồi là hôm nay bắt đầu mình vô xịt bỏ trĩ được rồi này. hoặc là cộng thêm thuốc sâu hoặc là thuốc dưỡng rảnh là cứ ra xịt nuôi mai thì xịt thuốc nó 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 nhiều hơn cái tứ phân bỏ ngoài nắng trực tiếp thì nó đi được tự nhiên nó đi lên cái tụ của mình nó sẽ dày hơn ha này thì cũng là mới lên mới có nay mới có khoảng 15 đến 20 ngày gì mới khoảng có hai tuần em mới tưới dưỡng rễ có hai lần mới có khoảng 14 ngày 15 ngày kể từ ngày cắt đôn thì hôm nay nó lên có một số cây lên trước còn một số cây nó vẫn đang bức tược nè em thấy không nè trong cái giai đoạn này là phải xuyên xịt bộ tỷ em bữa hôm xịt tể nè mấy ngày đám nè bộ tỷ năng nè ha mình cố gắng mình xịt bộ tỷ thay viên xịt bộ tỷ xong rồi năm bảy ngày sau mình xịt sâu năm bảy ngày sau mình xịt dưỡng thay đổi liên tục còn cây ở đây thì mình quơ nước xương qua thôi quơ nước xương quơ nước xương qua thôi không cần có tưới nước nhiều ha bảy ngày tưới dưỡng rễ lần bảy ngày tưới dưỡng rễ lần nè, mấy cái này bên nay nó mới được lên nè ha. phần nó rất là khô gáo luôn em thấy không nè. Đó. tại vì cái cây mai của mình hiện tại nó chưa có hút nước được đâu nè mà nhưng mà mình quơ nước á, thì nó sẽ giữ ẩm ở phía dưới này Đó. phía dưới đây này giờ ẩm anh em thấy không đó. còn cái phía trên đây là do gió nè nắng thì cái lớp mặt của mình nó sẽ bị khô ha thì một ngày anh em mình có thể là 8 9 giờ anh em mình ra quơ nó mát một cái chiều 3 4 giờ anh em mình quơ cho nó mát một cái hạn chế tưới nước vào buổi trưa cây mai mà anh em tưới nước vô buổi trưa nó rất là dở nha tại vì cái nhiệt độ của cái cây mai của mình nó đang cao tưa 11 12 giờ nó đang rất là nắng các anh em tưới nước anh em tưới qua là anh em làm cho cây mai nó mát liền nhưng mà cái nước của cái cái cái, cái nước anh em tưới đó, nó sẽ động vô chậu nè động vô cái lá mai nè động vô nách này nọ mà nó chưa kịp khô lại hồi ánh nắng mặt trời nó nắng nó làm nó nóng đi nó giống như nấu nước sôi trên cái lá vậy đó thì cái lá của mình nó sẽ bị cháy lá ha nên cái trường hợp mà cháy lá là đa số anh em sẽ tưới vào buổi trưa ha nhiều khi lá non như vậy nè anh em cứ nghĩ trời trời này nắng quá ra quơ cây cho nó mát cây rất là dở nếu mà anh em quơ nước như vậy á thì giống như anh em đang nấu nước sôi trên cái lá vậy đó tuy gần quơ qua là cái cây của mình nó sẽ mát nhưng mà nó chưa kịp đã mát á, thì nắng nó đã lên tiếp rồi 12 11 12 giờ trưa mà cái lá của mình nhiều khi cái lá của mình nó động nước nhỏ 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 lên đó nó sẽ làm cháy đi cái lá của mình ha nên lúc gài thì anh em mình cố gắng cứ sáng khoảng 9 giờ á, lúc mà nắng lên nó còn nhẹ nhẹ thí dụ như 6 7 giờ đi anh em mình quơ nước 6 7 giờ quơ nước thì cũng được nhưng mà cái khúc đó nó nó nó, nó còn sớm quá nó còn sương nó còn mát cây thì anh em mình cứ để tầm khoảng 8 giờ đến 9 giờ anh em mình ra quơ nó ăn cái xong tới chiều khoảng 2 3 giờ chiều anh em mình cũng sẽ ra quơ cho nó một cái nữa để làm cho cái cây của mình nó mát cây đi à, mát cái là ok rồi lúc đó chắc chiều 3 4 giờ nó đã hạ nhiệt xuống rồi như bây giờ này em đang quay cho anh em mình là tầm khoảng 4 giờ ba mấy 4 giờ nè à, anh em thấy không à, nhiệt độ ở đây nó đã hạ xuống nó mát rồi nó đang còn hầm 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 thôi chứ không có nắng nên mình ra mình quơ một cái nữa thì tùy theo thời tiết mỗi bữa có bữa nắng tới 5 giờ vẫn còn nắng thì 4 giờ mình ra bốn mấy mình ra mình tưới còn có bữa mát sớm thì như lúc giờ nè anh em ra quơ cái là nó mát rất là đã cây luôn cây cây của mình nó mướt ha và hạn chế quơ mát thôi anh em mình quơ qua một ngày mình quơ hai lần mình quơ trong vòng khoảng 10 ngày là cái chậu cây của anh em nó sẽ ướt liền rồi chứ nó không có bị khô đâu anh em khỏi lo ha và cái cây của mình hiện tại nó chưa có lá nhiều thì nó sẽ không có 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 hút nước ha chưa có lá nhiều thì cái cây mình hút nước rất là ít nên anh em mình à, tưới nước ít thôi ha quơ chủ yếu cho nó mát thôi cái này thì em xịt bò trĩ rồi bị trễ nên cái lá nó hơi xấu nó hơi bị cong cái lá làm mai thiệt như em làm kiển xanh em làm cây chiếu thủy bông trang nguyệt quế linh sam gì đó nó rất là xịt thuốc xịt thuốc rất là ít ha à, chỉ có như kim quýt nè xăm núi nè à, bông trang nè tháng xịt thuốc có một lần một là xong à Ha, còn như gặp mai vàng này cứ đeo xịt thuốc hoài nên đã không có thời gian và khi một cái vấn đề đó là ngán xịt thuốc xịt thuốc vô rất là mệt nên em không có phái mai là cái vấn đề thôi chứ còn cái mai nói chung nuôi ai xịt thuốc là làm chơi à <laughs> còn nói khi nhiều khi anh em nói không mướn nhiều khi mướn thì đã mình sợ mà mình mướn người ta mình tả tiền cho anh, đồng ý tả tiền cho người ta được nhưng mà em không có, không có mặn với nó lắm nha cái vấn đề về cái mai ha rồi tại vì chiều nay cũng đang làm chưa làm xong nữa hiện tại thì cũng đang dọn dẹp sân làm một hai ngày nữa nó mới xong hàng hoàn toàn luôn nó mới khỏe cũng đang em cũng còn đang vô cây những cái kiểu yến xanh của em à, thì à, quay lên đây để chia sẻ và nhắc nhở cho anh em mình cái vụ xịt thuốc và tưới nước ha rất là nhiều anh em mình hỏi với anh em mình hỏi quay lại cái đám mai ở nhà coi như thế nào rồi ha à, thì quay cho anh em mình xem à, chủ yếu là quơ thôi và tưới dưỡng rễ tầm khoảng 7 đến 10 ngày một lần tưới tầm khoảng được hai tháng nha à, xong cái đó đi rồi phân thuốc thì em sẽ mấy clip trước em cũng đã chia sẻ rồi tư dưỡng ghế cộng 30 10 10 cộng uh, phân thùng cộng này cộng kia em đã chia sẻ rất là nhiều rồi ha và cũng có một số anh em kêu em uh, pha thuốc thì nãy em có nói cái vấn đề phân thuốc nè cái uh, thuốc này thì em đã trình bày chia sẻ phân thuốc cho anh em mình rất là nhiều clip rồi ha và một số anh em thì người ta cũng vô điện hỏi nói em khỏi cần uh, À, phân lỗi gì lỗi gì em khỏi cần giải thích chi mất công lắm em chỉ cần nói phân này tướng làm sao làm sao là người ta đã tin tưởng ủng hộ rồi ha không phải là ủng hộ giống như người ta xài ít ở đây em cũng có nói rồi anh em có thể là bật lại những cái clip phân cách thức pha phân của em thì em đã chia sẻ thành phần của phân nên tưới lội nào tưới sao làm sao ha thì cái này em cũng y gan như vậy nhưng mà cái này em sẽ pha nó hơi khác hơn những cái loại trước một tí ha à, ở đây thì sẽ dùng cho cây mai tầm khoảng 2 tháng tuổi đổ lên 2 tháng tuổi là kể từ ngày mình cắt đôn thai chậu Là 2 tháng tuổi Là thí dụ như anh em cắt đôn hồi Tết Hôm nay qua tháng 2, tháng 3 thì anh em bắt đầu sẽ tưới cái này được Còn non như vậy là chưa sử dụng được nha Non như vậy thì cứ tưới dưỡng rễ đi Đừng có ham tưới cái này vô Tại vì ở trong đây nó có phần 30-10-10, 20-10-10 Pha nhiều thành phần phân vô trong đây Pha với cái tỷ lệ là kẹo À, giống như những cái chai phân đợt trước thôi Nhưng mà đợt trước ấy thì nó là cái đợt cuối năm Cuối năm ấy, là mình sẽ sử dụng cho những cái cây mà đang làm hoa, đang làm nụ hoặc là mập cốt Thì mình sẽ sử dụng cái loại phân đợt trước hồi trước Tết Còn như hôm nay thì nó sẽ là loại phân đi tược và mập cốt Chứ nó không có làm nụ ở trong đây à, Nên em sẽ pha thành phần phân là nó khác hơn đợt trước một tí Và ở đây thì cũng một chai như vậy Một lít đó, à, thì pha khoảng à, nếu mà cây già thì tưới khoảng 200 lít nước còn cây non pha ra khoảng hai trăm rưỡi lít nước trên một chai một lít như thế này còn mà cái chai nửa lít uh, thì uh, pha tầm khoảng được 100 cho đến 120 lít nước cây già thì 100 cây non thì 120 hai uh, thì em uh, pha em canh cái liều lượng pha chung giống như đợt trước cho anh em để về anh em mình tiện sử dụng ha và dạ, ở đây em khuyến khích những anh em nào mà xài ít nhà có 5 7 cây thì lấy cái loại này về xài còn mà anh em có nhiều thì anh em mình nên vô coi cái clip thành phần phân thuốc ha và bỏ cái phân 20 20 15 ra và thay thế vô đó là phân 20 10 10 hoặc là 30 10 10 ha thì anh em mình sẽ đổi phân phân đó là phân để dành cho đi tượng ngập cốt ở những cái tháng đầu năm còn cuối năm mình mới tưới là 20 20 15 ha hoặc là 15 năm 20 là cái khúc cho dành cho cuối năm còn ở đây cái chai này em bán cho anh em mình là một chai nửa lít đó, giá là 90 ngàn là còn cái chai một lít này á, là giá là 160 trăm sáu nếu mà anh em mình mua cái chai một lít thì anh em mình sẽ được lợi hơn ví dụ như cái chai nửa lít thì chín 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 lần tầm tám chục ngàn nhưng mà cái chai một lít ở đây em chỉ để cho anh em mình có trăm sáu thôi tại vì sao một không có tốn tiền đi mua chai không có tiếng tốn tiền đóng làm làm phân và đóng hàng nó cũng sẽ nhẹ hơn đóng thùng đóng thùng ví dụ như cái kia đóng lần hai hộp hai chai nửa lít đóng lần hai hộp cũng vậy mà đóng hai hộp thì sẽ tốn công nên ở đây chỉ đóng có một cái thôi nên ở đây em sẽ bán 160 cho anh chị em mình ha. còn chai nửa lít thì 90 cái chai nửa lít thì pha 100 cho đến 12 lít nước pha lõn ra ở đây làm pha với cái tỷ lệ rất là kẹo nha ha. pha kẹo thì cái chai này về tầm khoảng 7 cho đến 10 ngày tưới cộng chung với dưỡng ghế cũng được ha nếu mà nhà em có dưỡng ghế ở đây em làm có bỏ dưỡng ghế qua nhưng mà ít ha. cái chai nước nó hơi xanh xanh nó còn có qua trong đây nhưng mà cái tỷ lệ qua nó hơi ít nếu mà về anh em mình cái cây mà của mình nó còn non đó, thì anh em mình cộng thêm dưỡng rễ còn cây già rồi khỏi cần nha một chai nửa lít thì pha ra 100 cho đến 120 lít nước tầm khoảng 7 cho đến 10 ngày tưới một lần còn cái chai một lít thì pha ra 200 cho đến 200 gửi lít nước cũng từ 7 cho đến 10 ngày tưới một lần tưới dưỡng từ nay cho tới tháng 10 còn về kiên kiển xanh tưới cái này từ đầu năm tới cuối năm năm này qua năm nọ tưới được bằng thằng này luôn thổi cần làm gì hết viên kiển xanh ha còn hàng mai vàng thì tưới từ sau 2 tháng tuổi sau 2 tháng kể từ ngày cắt đôn vô chậu như thế này tưới từ nay cho đến tháng 9 tháng 10 ha. cây sẽ lên mập cốt nụ nó sẽ to dần dần còn tới cái tháng 10 em sẽ pha thêm lúc cộng thêm 15 20 20 15 em sẽ pha thêm cho những anh em nụ còn nhỏ thì mình sẽ cần đổi phân còn nếu của nụ mình nụ ngon rồi thì mình có thể là sử dụng hàng này tưới cho tới khi lãi lá luôn cũng được ha thì ở này em sẽ thay đổi tiếng tình phân theo từng phía nhưng mà em sẽ hạn chế lên clip ha tại vì lên clip nhiều quá thì anh em mình có khi anh em mình nói nãy chiên mua bán phân như vậy ha còn cái này là em nói trước em ở đây là em chia sẻ cho một số anh em xài ít cây ví dụ như nhà anh em có một chục cây hai chục cây gì đó thì anh em mình lấy cái này về mình tưới rất là khỏe tại vì một chai chín chục ngàn anh em ra pha ra được 100 đến 120 lít nước là nó chạy ra có ngàn đồng lít nước ha ha anh em tưới cả năm luôn anh em tưới yên tâm đến 200 ngàn tiền phân là đã đủ cho cái vườn kiển của anh em còn mà ví dụ như anh em cũng có hai chục cây đó bây giờ anh em mình mua ăn chai qua nè chai qua nó hết 50 ngàn à, ký dynamite nó 40 ngàn một thân thùng nó ba 400 000 ngàn là nó sẽ chạy ra cả triệu trên một cái gói phân đó một cái combo phân của nó ra cả triệu mà anh em mua về số lượng nhiều quá thì anh em mình xài có hai chục cây anh em sẽ xài không hết hoặc là nó sẽ lâu quá phân của mình nó sẽ không có ngon thì những anh em xài nhiều thì anh em mình bật lại clip trước để anh em mình coi thành phần phân để anh em mình mua còn anh em mình ít 5 cây 10 cây 20 cây thì anh em mình xài như này cái này là em chia nhỏ ra để giúp đỡ một số anh em sân cây có ít cây nhưng mà mình xài tiện lợi nó y ghen như phân tan chậm vậy một bịch phân tan chậm anh em mình cứ gãi ra đó là chơi bình thường ha còn ha còn cái này thì em đã nói rất là rõ ở nhiều cái clip trước rồi ha anh em xài ít đó, thì cứ lấy cái này về xài còn nhiều á thì tự mua về xài ha Tại vì có một số anh em kêu em chạy đi mua phân dùm nói chung là em thì không có thời gian rồi cái này hiểm giao cho anh lính với vợ em làm ha nó pha nó giúp được nhiều thì giúp chủ yếu là một số ít anh em thôi ha dạp ít anh em một ít ít kiển ha mười năm cây 10 cây 20 cây đó là mình tưới này ok ngon lành hết tưới từ nay cho đến tháng 10 riêng mai vàng còn kiển xanh sẽ tưới từ đầu năm đến cuối năm cây xanh mạnh khỏe tốt mệt ha thì đây em xài sao em pha sao em tưới sao thì em đã chia sẻ cho anh em mình rất là nhiều lần rồi tên cái chai chai này ha, nhưng mà siêu chiêu thủy mai chiêu thủy, tưới cho tất cả các loại cây ha ở đây mai chiêu thủy nè em vẫn tưới mai chứ thủy cỏ này là tưới được hết rồi nha chỉ riêng là cái thằng mai vàng thôi mai vàng thì tầm khoảng 2 tháng tuổi đổ lên thì mình sử dụng nó nó mới hiệu quả ha còn cái lúc đầu thì nên tưới dưỡng rễ không cần xài phân thuốc gì hết ha nếu mà như em tham em kia bán mua này về xài từ đầu năm cuối năm thì vẫn được nhưng mà riêng mai vàng là sẽ tưới dưỡng rễ khoảng 2 tháng đầu để cây mai của mình nó tạo cho một bộ rễ nó khỏe mạnh đi rồi sau hai tháng thì mình sẽ lấy này vô mình tưới Nha. còn kẽn xanh thì tưới từ a tới z từ đầu tới cuối hết cho em tất cả các cây ở đây em đều tưới phân ha đều tưới ngày được hết không cần cộng vô gì nữa hết thằng này nếu mà có xong cộng có thể là cộng với hũ n ba mời nè có thể nếu mà cây của mình cây non thì mình có thể là cộng thêm dưỡng dễ còn giống như cây già vậy là khỏi cần ha n ba m tưới loại nào đã tưới ha cộng vô cây non thì cộng n ba m còn cây già thì cứ một thằng này là chơi được nửa lít 90 ngàn không bao ship ha. toàn bộ là không bao ship à, ở đây thì em đã tính giá phân giá công cán giá chai giá đóng thùng à, phí đóng hàng thì em đã tính ra thì 90 000 nửa lít 160 ngàn là một lít là tất cả là không bao gồm phí vận chuyển anh em có mua thì liên hệ số điện thoại em sẽ để số điện thoại ngân ở tên cái tiêu đề để nó nghe điện thoại ha rồi anh em mình đặt hàng đặt hàng hàng ra tới thì anh em mình thanh toán tiền cho shipper chứ khỏi cần chuyển khoản khỏi cần cọc gì hết Dạ em nói thêm ở đây là đóng chai thủ công nên cái chai bằng nhựa và cái nút bằng nhựa thì uh, phân của mình mình pha ở đây thì nó có phần hữu cơ phân hữu cơ khi mà mình bỏ vô một cái chai có nước nó đã pha loãng ra như thế này ha thì trong cái quá trình mà shipper nó vận chuyển nó sẽ lắc cái chai có sẽ có những trường hợp cái nút này nó bị bể ha, cái nút này nó giờ nó đang đội hơi nè ha, đang đội hơi cứng ngắc luôn tại vì phân của mình là phân hữu cơ rất tốt cho cây để tưới từ năm này đầu năm tới cuối năm được phân hữu cơ trong đây rất là nhiều ha, phân thùng hữu cơ ha, nên trong cái quá trình mà vận chuyển nó sẽ xảy ra những cái trường hợp là cây nó bị buông cái cái chai này nó bị bung nắp thì những cái trường hợp nào mà xui gũi bị bung nắp bể thì em sẽ đổi gửi cho chai khác xài ha, còn ví dụ như cái chai này nó bể nó giật xuống lóng hai lóng gì đó thì cái đó trường hợp đó anh em mình phân mà mình có thể sử dụng được bình thường ha còn nào mà quá bể nhiều bể hư luôn á thì em sẽ gửi cho khác cho anh em đây trong cái quá trình mà mình mình gửi vận chuyển thì nó sẽ xảy ra trường hợp đó thôi chứ không có cái gì mà lạ hết trơn nha anh em gửi nhiều thì nó phải bị thôi và đặc biệt bên cái bộ phận vận chuyển đó, nó dục nó lung tung lung tung cái chai nước của mình đó, nó đội hơi giống như cái lon bia vậy đó. anh em nghĩ nó giống như cái lon bia hoặc là cái chai xì tin gì đó anh em lắc nó quá nhiều thì nó sẽ tạo hơi ha. thì nó sẽ bể nút bể này bể nọ bia mà nó còn bể ở trong cái thùng nó còn bể nhà dây chuyền sản xuất công ty lớn mà nó còn bị hư lon ở trong cái thùng mà còn cái chai này em đóng như vậy thì chắc chắn nó sẽ bị ha nói cho anh em biết trước ha. để anh em mình nói gửi sao bể hết trơn ha bên đây thì tất cả các chai khi mà gửi hàng đi đều làm thủ công pha phân cũng thủ công chế vô đây dặn nắp là cũng thủ công và khi gửi hàng đi á, thì em sẽ quấn ở trên đây một lớp măng keo nữa để bảo vệ cái nút này ha, à, rồi trong vận chuyển nhiều khi mình không có sơ sẩy mình không có biết được nó dục hàng của mình nó nhiều khi bị bể thì những cái trường hợp mà bể thì em sẽ đổi lại cho anh em mình ha rồi clip thì chiều nay thăm mai thôi và nói phân thuốc cho anh em mình ha và phân này thì sau này nếu mà anh em mua sau đợt sau đi ví dụ như đợt này là đầu năm tới tháng 5 tháng 6 thì vẫn có phân này cho anh em mình nhưng mà em sẽ cộng phân mập thân vô ha, thay đổi theo thay là một năm thay đổi phân ba lần giống như những cái chu kỳ mà em thay đổi phân cho anh em mình đó đầu năm thì ưu tiên dưỡng giữa năm thì ưu tiên mập cốt và cuối năm thì ưu tiên làm nụ và mập cốt ha, thì em đã chia ra ba cái quá trình thay phân đó cho anh em mình rồi thì em cũng sẽ thay phân y gan như vậy luôn ha. còn kiển xanh thì anh em mình cứ vô tư nha chủ yếu là mình mai vàng thì nó sẽ em sẽ canh từ từ hơn, còn kiển xanh thì cứ xài đầu năm đến cuối năm là ok ha, tất cả các loại cây, nguyệt với bông trang, mai vàng, linh sam, sam núi, sam tái, cần thăng, chiếu thủy gì, bông giấy Mỹ gì xài được hết ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem, ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều. Em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn.